Xin chào anh em trong nhóm CNC nhá. Sau khi thực tập tham quan về thì máy phay 30 tôi thấy rất là hiệu quả và hợp lý, nên là hôm nay tôi quyết định xưởng chúng tôi sẽ đầu tư và mua luôn một con máy phay CNC 30. Đây là trung tâm gia công với cái nhãn hiệu là Melon này. Thế anh em xem và cổ vũ tôi nhá. Hôm nay máy móc đang lắp đặt vào xưởng của mình và cái nhãn hiệu này là con V650L, cũng sử dụng cái hệ điều hành Siemens, sử dụng hệ điều hành Siemens Siemens 808D. Phiên bản này không có 808D mà dùng Siemens Siemens, khá là quen với cái máy ở trên Gia Lâm hôm anh em chúng ta cùng làm việc. Hy vọng là có điều kiện được tham quan, mời anh em ghé qua xưởng cơ khí của chúng tôi giao lưu. Em nói đây, nó có một cái bầu dao với các cái đài gá dao theo số thứ tự, nhưng mà con này là treo thẳng đứng chứ không phải nằm ngang. Đây là bầu gá dao, đài gá dao rất hay đấy. Trung tâm 30 mới kính con, hôm qua vừa đập hộp tại xưởng, nhưng mà sáng nay mới lắp di chuyển vào trong được vì kích thước nó quá lớn so với cái cửa xưởng. Anh em xem video nhấn like và ủng hộ Như Thắng nha. Hẹn có dịp nào ghé qua trường xưởng cơ khí của chúng tôi thì anh em giao lưu nha. Hẹn gặp lại anh em trên kênh The CNC. Xin chào cả nhà nha.